Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi 8 tựa game. Tựa game đầu tiên đó là tựa game Hello Label. Chúng mình cùng đi khám phá tựa game này trước tiên nha. Thì mình vui là làm đích tích vào. Ok, mình sẽ chơi new game. Mình sẽ bỏ qua vào phần giới thiệu, đi luôn vào phần game. Tựa game này thì rất là hay, các bạn cùng đi khám phá tựa game này nha. Đồ họa vẽ khá là đẹp mắt, rất nhiều những bạn trẻ trên thế giới rất thích. Đây, mình cùng đi khám phá tựa game nào. Sẽ nhặt quả bóng này đây. Mình sẽ chạy xuống hầm của ngôi nhà này. Thank you.
bóng đèn sang pha màu xanh. Chạy thôi, nó đang bị thao rồi. Ok, mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo là Sky Picture 3D. Phá hủy cái thông Noel của mộ ta. Oh, such a fabulous job done by yours truly. Francis will be so impressed with me. One, two, three. Ta-da! Oh, I can't believe those little flats fell for it. Think that if they set up my Christmas tree, I'd actually let them pass my class. Genius! Thank you.
seen a more beautiful Christmas tree. Wait till you see the lights. Wait, what? Why aren't these lights working? Oh, let me switch them on. Are you ready to be amazed? One, two, three! Ta-da! I'm joking! Bóng đã nổ rồi, ok. Chúng ta tựa game tiếp theo là Trôn Quét Hoa Lo Chu. Tiếp theo đó là tựa game Bow Smarter. Player
rong luôn vào đầu. Nếu mình để giết luôn tên này thì không được nắm vũ khí còn nữa. Đây mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo, Granny Chapter 2. Let's go. Oh my god. Ok, mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo, Stickman The Black Knight. Mình sẽ sử dụng cười đi. No, ở trên ô tô mà trên máy bay mà đi ô tô là hỏng rồi. Có dù à? Ừ, đỗ chức cả cảnh sát luôn này. Ôi, đúng rồi. Ok, chúng ta sẽ đến tiếp theo.
Friend. Suffer. Cái game này đã đổi chủ đề sang chủ đề Giáng sinh rồi. Nổi nhạc đây nào.
Vâng. Oh no. Ok, video của mình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn nhớ like và subscribe, comment để lại bình luận của mình nha. Goodbye, see you again. Hẹn gặp lại.